Chào các bác nhé. Nay em lại tranh thủ đi câu. Đang ra bãi cầu các nhé. Nước suối hôm nay hơi đục một tí. Ra ngồi ở cái mỏm đằng này cho nó thoáng cho bác nhé. Nhìn vách đá này nhìn có vẻ hoang sơ. Cái này là cái khe của cái suối nước nóng nó chảy ra. Chỗ này lại vướng cái cành tre nó ấy. Bên kia là cái lều câu cá lăng xê của bác cần thủ nào đấy. Này sẽ ngồi cái chỗ này nhé, ngồi vãi này nhé. Đây là cái cầu Thầm Bú ấy. Ngồi chỗ này đẹp nhưng mà rộng quá các bạn. Thả người câu lăng xê, mình câu run, mình câu run luôn các bạn. Rồi em chào các bác nha. Này đi câu không quên không mang theo cái dụng cụ để quay. Không quay được chi tiết lắm. Cả buổi chiều nay được 4 con. Một con 3 con thính, một con cá hổ. Chiều tạm thời thế là ok rồi các bạn. Giác giật cá rất sướng tay nhé các bác nhé. Nước rất đẹp. Cá quẫy cũng nhiều đấy.